My, đài VAE Live Media xin kính lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả một lần nữa đang theo dõi chương trình Hành Trang Cuộc Đời cùng với mục sư Vẫn Ngọc Chuyển từ Hội Thánh Sasi ở Texas. Thưa quý vị, cảm ơn mục sư đã trở lại chương trình ngày hôm nay. Mời anh My, chào quý khán giả, rất vui mỗi lần có dịp để trò chuyện với quý khán giả trên đài. Dạ. Thưa mục sư, bắt đầu vô thu đông rồi, lạnh rồi. Mục sư có những chia sẻ gì trong cái mùa lạnh này không mục sư? Mình thấy mới vừa mùa hè xong thì tới những cơn bão và tới những cơn mưa. Và đặc biệt là trong tuần này thì mình biết có những ngày rất là lạnh, ngày lạnh dưới 0 độ C. Cho nên hôm nay mình nói về đề tài những cơn lạnh trong cuộc đời. Mình biết, mình biết là hôm thứ 2, thứ 3 là nhiệt độ dưới mức đóng băng, có mình có thể nói là những cái cơn gió mà nó lạnh mà mình cảm thấy cái gì đó nó trong cái cuộc đời chúng ta, nhắc là chúng ta một vài cái yếu tố mà có thể cái xứ của mình đi cái chi tiết về cái cơn lạnh trong cuộc đời của mình. Dạ. Lúc trước á thì những cơn mưa trong cuộc đời, rồi bây giờ tới lạnh nghe là thấy buồn băng giá rồi, nhưng mà cái gì nó cũng có sự trải nghiệm thì mới trưởng thành ha. Không biết quý khán giả có thấy lạnh, đặc biệt là quý khán giả ở vùng Dallas Fort Worth thấy lạnh, quý vị có thấy lạnh không? Dạ lạnh. Đúng rồi, thấy lạnh. Và chúng ta biết thì lạnh, những cơn lạnh ảnh hưởng đến đời sống của mình. Ví dụ như hôm nay thời tiết vẫn còn lạnh, đi ra ngoài phải mặc áo lạnh. Những người, đặc biệt là người Việt Nam mình có cái thú vui trồng cây cảnh thì phải đem vào, thì còn cây cảnh mà mùa mà lạnh như thế này mà để ở ngoài thì nó sẽ chết hết. Thực ra nằm ngoài thì quên đem một cái cây cảnh vào, dặn đứa con mà nó quên, nó chết thủ lắm. Thành thử là cây cảnh nó phải đem vào nhà. Thứ hai là ống nước, những người mình thường tưới cây ở ngoài, cho nên ống nước cũng phải tháo gỡ ra khỏi vị chỗ bị bồi, chứ không thì nó sẽ đông lạnh rồi nó đi vào trong cái đường ống, gọi là bể cái đường ống trong trong nhà của mình. Họ có cái pháp protector đúng không mọi người, ở ngoài không đi thôi hay là nó đóng để bọc lại cũng không phải. Nhưng mà ý nói là cái dây đó mình phải gỡ ra, không có được để thì nó sẽ ảnh hưởng, nó đi cái nó đông đá từ ngoài đi vào mà đi từ trong đi vào trong nhà của mình. Mùa lạnh thì rất là dễ bị bệnh, đặc biệt là các con em trẻ nhỏ ra ngoài thì phải tiêm. Thực ra cá nhân của một sự nghiên cứu là sợ lạnh không? Không phải sợ lạnh, nhưng mà không sợ lạnh nhưng mà lúc nào phải tiêm chủng tai, tại vì rất là dễ bị nhiễm trùng tai, cho nên là rất là dễ bệnh, cho nên là mình biết cái thân mình lo, cho nên là mình phải chuẩn bị những cái điều đó. Rồi lạnh thì mình lười biếng đi lại, lười biếng đi ra ngoài. Khá nhiều lúc mình ví dụ thay bằng nếu mà trời mát hay là ấm thì mình có thể chạy ra ngoài làm đi về được, nhưng mà trời lạnh thì mình dồn qua một thứ đi làm lần luôn, tự nhiên vào trong nhà là không muốn đi ra nữa. Không có đi này cái chuyện gì như vậy. Dạ, chút ở đâu đó. Cho nên là cơn lạnh nó ảnh hưởng đến cái đời sống của mình. Nói đến lạnh thì mình đó là nói về thời tiết lạnh, nhưng mà thật ra một số muốn hướng ra đến một cái vấn đề khác, cái cơn lạnh về cái đời sống của mình. Cho nên cái đó là cái chúng ta để ý đến. Thật ra lạnh, mình sống tuổi y mi tuổi một sinh thì cũng biết lạnh, có thể là những cái mùa nó không rõ rệt với nhau, nhưng mà mình biết xuân hạ thu đông, xuân mát, mùa hạ thì nóng, mùa thu thì cũng mát, cũng dễ chịu, nhưng mà mình biết được, nhưng mà rồi lạnh nó cũng qua đi, mùa ấm nó sẽ tới, nhưng mà có những cái cơn lạnh của cuộc đời thì nó không cho bao giờ nó qua đi, và nó đôi khi nó trẻ cuộc đời của mình. Thế nên những cơn lạnh của thời tiết nhắc nhở đến chúng ta những cơn lạnh của cuộc đời. Những cơn lạnh trong cuộc đời là gì? Có thể là những cái nỗi cô đơn, những nỗi chúng ta hoặc có thể bị cô lập trong đời sống, và khi chúng ta cảm thấy trống vắng hoặc là không có người thông cảm được cái những cái việc mà đang xảy ra trong đời sống của mình, có thể là
cái cảm giác chúng ta bị tách rời những người khác trong một tổ chức hay là trong một cái nhóm bạn bè học sinh vân vân, hoặc là chúng ta không cảm thấy không có người quan tâm đến mình. Có những lúc mình ước ao có người nào đó nói một câu kích lệ mình hay gì đó, nhưng mà mình cảm thấy không có người quan tâm. Cái đó thì bằng tuổi thân đó. Tuổi thân rồi. Rồi cái người thân hoặc là người bạn bè bỏ rơi, hoặc là chúng ta ngày hôm nay cái từ mà chúng ta thường nghe nói là mình cảm thấy người khác sống vô cảm luôn như vậy. Cái từ vô cảm là cái từ mà nó là một cái từ mới mà được dùng rất là nhiều. Tức là mình cảm thấy xung quanh họ không có quan tâm, họ không có cái cảm xúc đối với mình, đó là vô cảm. Không biết quý khán giả có bao giờ có kinh nghiệm này, nhưng mà tin chắc rằng những người sống mà khi mà lớn lên qua khỏi tuổi đi học rồi đó, đi làm thì sẽ bắt đầu sẽ có những cái kinh nghiệm tình như vậy. Cái này có không? Dạ có. Có nhiều cái bạn. Cho nên cái sự những cái cơn lạnh trong cuộc đời, bây giờ mình không có nói vấn đề thời tiết nữa, mình nói là có những lúc nó đến nó đi rất là bình thường, nhưng mà có những lúc thì nó gọi là dai dẳng, tức là kéo dài năm ngày và tháng đó. Cho nên nếu mình không khéo, mình không có chuẩn bị, hoặc là mình không có biết cách để vượt qua, thì đôi khi nó làm nó ảnh hưởng cuộc đời của mình. Dạ vâng, nó dễ đưa đến tình trạng gọi là trầm cảm á một sư. Tại vì người mà sống nội tâm á, luôn quan tâm, đặc biệt là những người hay quan tâm người khác thì lại hay tủi thân. Cho nên chúng ta trong những khi mà chúng ta mỗi lần có những ngày lạnh đó, thì chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ vấn đề mình sống phải cẩn thận, chứ không chúng ta sẽ có những cái cơn lạnh trong cuộc đời mà nó làm cho đời sống chúng ta không có kết quả và không được đạt cái mục đích của mình. Hoặc là có thể mình cảm thấy mình sống không có giá trị, không có ý nghĩa trên đời sống của mình. Khi nói đến vấn đề này thì ý nghĩa viết tâm kinh thánh thì cũng có một vài cái câu chuyện hay là một vài trường hợp nó đề cập đến. Cho tới bây giờ thì người dân trên thế giới thì họ đều biết rằng là dân Do Thái phát hiện gì đặc biệt đối với Đức Chúa Trời. Tại vì nếu mà một người đọc kinh thánh thì biết đó là dân tùy của Chúa, Chúa chọn dân Do Thái. Cho nên có cái cách là Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ, Chúa chăm sóc và Chúa dùng người Do Thái đặc biệt. Và mình biết là cái tỷ lệ mà người Do Thái mà được giải Nobel trên thế giới là khá nhất. Những cái nhà văn lớn của Mỹ, của thế giới là do người Do Thái. Và người Do Thái họ cái cách họ từ nông nghiệp, công nghiệp và từ vấn đề trong lúc ta nói thì mấy ngày hôm nay thì họ cũng tên lửa bắn vào Do Thái rất nhiều, nhưng mà Chúa thì chỉ họ cách rất đặc biệt. Nhưng mà có một thời gian trong quá khứ thì họ không có nghe lời Chúa, họ không có cái lòng yêu kính Chúa. Họ làm theo đường lối riêng của họ thì nhưng mà Chúa vẫn thương họ. Chúa thương và Chúa có một cái đoạn kinh thánh là Chúa nói như thế này: ta sẽ ban cho các ngươi, tức là nói dân Do Thái, một tấm lòng mới và đặt một thần mới trong các ngươi. Ta sẽ bỏ đi tấm lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi tấm lòng bằng thịt. Tức là dân Do Thái có một thời kỳ họ sống vô cảm đối với Đức Chúa Trời, họ có thời kỳ họ sống vô cảm đối với đấng mà chọn họ, gìn giữ họ. Cho nên Chúa nói là đã trong cái tấm lòng đó. Cho nên khi mà chúng ta sống trong cái đời sống mà kinh nghiệm những cái sự vô cảm thì mình cũng có thể nói là cái cảm mình sống cái tấm lòng mới để mình sợ cái đời sống mới, để chỉ nhìn vấn đề cái cuộc đời khác hơn. Trong đó là trong thời cựu ước, nhưng mà trong thời tân ước đó thì ý mình biết thì sứ đồ dân thì 12 sứ đồ thì được Chúa cảm hóa là ông viết thư gửi cho những hội thánh, và những hội thánh này ngày nay cái địa danh của hội thánh ở tại Turkey, tức là Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay đó, thì một những cái thư gửi cho hội thánh là khen hội thánh thế này thế kia, nhưng mà có cái là đáng trách là tại vì hội thánh đó là mất cái tình yêu ban đầu. Biết từ bạn bè hay là người
cùng làm hãng xưởng hay là đồng nghiệp hay là kể cả trong vấn đề vợ chồng, khi mà cái tình cảm nó sẽ nhạt nhòa hay là nó sẽ trở nên lạnh lùng đi khi mà người vợ hoặc người chồng đánh mất cái tình yêu ban đầu dành cho nhau. Hồi đó tại sao cho nên đâu thì biết là một những điều mà khi mà một khi làm tư vấn cho những cặp vợ chồng có vấn đề thì mình sẽ được hỏi là anh chị cái phần yêu là giống như hồi xưa. Thế khi mình nhắc lại hồi xưa thì nó giúp lại cho mình. Những cái gì đó nó mình thấm nó lại cái tình yêu ban đầu của vợ chồng hay là kể cả bạn bè với nhau. Cho nên đó là những điều để giúp chúng ta trong những ngày những cái cơn lạnh trong cuộc đời mình sẽ nhắc nhở lại cái tình cảm của mình, tình yêu của mình đối với nhau, đối với những người khác với nhau. Kể cả một người ví dụ như một người lãnh đạo hay là một người gì làm việc cho cộng đồng ấy, hồi xưa họ làm bây giờ không có làm nữa, thì có thể chỉ đơn giản hỏi là anh còn thương yêu cộng đồng hay không, anh còn cái tình yêu cũng như hồi xưa dành cho cộng đồng không. Thì có thể người đó nói bây giờ tôi chẳng mà tôi muốn làm gì như này, thì họ chính người đó sẽ hỏi lại thì mình thấy được mình có thể có được cái tấm lòng mới cho cái cộng đồng của mình. Dạ vâng. Thì trở lại là trong cuộc sống thì lúc nào cũng trong gai, nhưng mà mình tự trấn an, không phải cũng không hẳn là trấn an, nhưng mà mình thay đổi một cách nhìn. Ý mình luôn có cái quan điểm mà của người Mỹ, họ hay nói là nếu mà không thay đổi được hoàn cảnh thì hãy thay đổi cách suy nghĩ, mà cố gắng thay đổi suy nghĩ tích cực. Dạ. Và cũng có câu hình như một vài chương trình trước một sư cũng có nói là tìm những cái hay trong những cái khó khăn, nó sẽ có những cái điều hay và mình có cái cách giải quyết nó nhẹ nhàng hơn, nó êm đềm hơn, không ạ? Thật ra trong tất cả những cái vấn đề nan đề trong đời sống mình luôn luôn nó có những cơ hội, có những cái tích cực trong những cái mà chúng ta thấy cái gọi là cái khó khăn hay là cái thử thách của mình. Chúng ta thử tuần vừa rồi Amy mới có một cái hình ở trên Facebook của sư xem thật suy là một người rất là tìm tòi để học hỏi. Thì có một người ông đang đi trên một hành trình bị đóng băng, những người tức là người trời đang nước và mưa xuống và tuyết đầy đầu á, thì khi hỏi ông là sao hành trình ông như thế nào, ông nói như thế nào, ông nói là trong mấy ngày qua tôi không có một con muỗi nào cắn, tại vì nó lạnh tức là tuyết phủ trên đầu người thì làm sao muỗi nào mà cắn. Cho nên trong những cái khó khăn ông vẫn nhìn thấy cái tích cực rồi đó. Cho nên điều mà chúng ta khi mà đối diện những cái cơn lạnh trong cuộc đời, chúng ta nhắc chúng ta rằng chúng ta trở lại cái làm sao mình có cái suy nghĩ khác, hay là mình có cái tấm lòng mới của mình để mình có thể thay đổi được hay là vượt qua trong hành trình của mình. Nhưng mà có một vài cái nguyên tắc chúng ta có thể học được. Mình những cái cơn lạnh đó thì nó đến bất ngờ, có thể nó theo dự đoán về thì thời tiết những người biết trước, nhưng mà đối với mình đó, nếu mình không quay ngày nay, nếu mình không có TV, không có phone, không có app, mình không có biết được. Tức là nó theo nó tự động của nó chứ không phải là của mình. Thì nó không có theo lịch trình. Những cơn lạnh của cuộc đời thì cũng giống như vậy, nó không có nói là ok ý mày bữa nay ý mày vui quá cho nên sẽ đem đi cơn lạnh cuộc đời đó, nó không phải giống như vậy. Tức là mình nói là bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào, cơn lạnh đó cũng có thể xảy ra. Rồi mỗi cơn lạnh thì không giống nhau và có thể khác nhau nhiều. Rồi sự ảnh hưởng cũng khác nhau. Có những cơn lạnh nó mình không có lường trước được cái hậu quả hay được cái ảnh hưởng. Và cho nên những cái cơn lạnh của cuộc đời thì có những cái ảnh hưởng ít, có những cái ảnh hưởng lâu dài, ảnh hưởng nhiều và đôi khi ảnh hưởng cả cuộc đời. Có những ảnh có thể nó ảnh hưởng tốt nhưng mà có những cái ảnh hưởng xấu. Thật ra thì một cái điều mà đôi khi mình biết mình sống ở vùng miền Nam, mình đang ấm không, thật sự mình đang lạnh nhưng mà dầu sao cũng ấm, nóng không. Đôi khi mình không hiểu làm sao những người miền Bắc sống, nhưng mà thật ra mình biết giờ một khi đã từng sống ở Chicago biết
ở những xứ lạnh thì cái độ ẩm nó rất là cao, cho nên là khi mà nó hết lạnh á là họ trồng trọt nó rất là phát triển, cái đất rất là tốt. Nên là đôi khi mình nói nghĩ cái đó, nhưng mà xứ lạnh là xứ đất rất là tốt, cho nên trồng bắp trồng đậu thì nó rất là tốt, rất là tốt. Cho nên những cái cơn lạnh nó có ảnh hưởng, nhưng mà có thể là ảnh hưởng không tốt, nhưng mà có những lúc nó nếu mình biết sử dụng, biết tận dụng nó cũng có thể ảnh hưởng đối với đời sống của mình. Dạ. Rồi khi để mình sống mình chuẩn bị cho những cái cơn lạnh thì mình thật ra mình không ai muốn ý mình và kể cả ông sư và kể cả quý khán giả, chúng ta không ai muốn một người khác bị gọi là đối xử mình một cách vô cảm. Dạ. Tức là không muốn người khác vô cảm. Thì không là gì biết cái chờ xíu này lạnh á trong cuộc đời. Rồi tức là mỗi người chúng ta không ai muốn người khác vô cảm với mình, cho nên mình cũng phải học mình không nên vô cảm với người khác. Cho nên Chúa Giêsu có dạy cái câu như thế này: các con muốn người ta làm cho mình thế nào thì hãy làm cho người ta thế. Tức là mình muốn người khác đối xử tốt với mình thì mình cũng phải đối xử tốt với người khác. Tại mình không thể nào nói là tôi muốn anh đối xử tệ với tôi, nhưng mà mình lại đối xử tệ với người khác. Cho nên cái nguyên tắc là để cách sống trong cái sự mình tránh đi những cái cơn lạc trong cuộc đời của mình đó. Mình muốn người khác đối xử tốt với mình thì mình cũng đối xử tốt với người khác. Thật ra nếu mà ai cũng đối xử tốt với nhau thì sẽ không có những cái vấn đề đang có từ đời sống của chúng ta. Nhưng mà trên thực tế thì con người thì thấy con người thì có những cái mình đó là cái bản tính tốt có nhưng mà cũng có cái xấu có. Bản tính thì con người của chúng ta thường chung thì ví dụ như mình đối xử tốt một sự tốt lại, như mình đối xử không tốt một sự đối xử không tốt lại. Nhưng mà Chúa dạy thì mình muốn người ta đối xử mình như thế nào thì mình phải làm. Chính cái đó là cái chỉ gọi là không phải để thụ động nhưng mà chủ động để mình làm như đó. Và đôi khi người ta có hiểu lầm, có đối xử không có đẹp với mình như mình mong muốn thì thôi, mình hãy đợi thời gian chứ đâu có cần phải trả qua trả lại như vậy hả mục sư? Đúng rồi. Cho nên là những cơn lạnh của cuộc đời chúng ta chắc chắn ai cũng có, nhưng mà chúng ta làm thế nào, chúng ta học và rút kinh nghiệm, và mỗi lần chúng ta trong những cái hoàn cảnh đó chúng ta có cái cách để vượt qua, và chúng ta thấy nó ảnh hưởng, đừng để nó ảnh hưởng xấu đến mình, nhưng mà mình dùng những cái cơn lạnh có thể ảnh hưởng tốt. Thường một sự thường nói như thế này nè, mấy người mà mấy hôm nay mà tới vùng mình á, ở vùng Dallas như này nè, thường nói là lạnh quá sao không muốn tới, và một sự nói cho nói như thế này nè, nói con đang mua cái tủ lạnh chạy thoải mái trong mấy ngày tháng này, đúng như vậy. Chỉ này biết đồ ăn bây giờ tháng này mà có nhiều đồ ăn cứ đem ra ngoài đâu có sợ hư đâu. Nó giống như cái tủ lạnh ở ngoài mình thấy, mình nhìn cái sự tích cực mình có thể sử dụng cái điều giúp ích trong cái đời sống của mình. Dạ, dạ vâng. Cho nên chúng ta nhớ cái hành trình của chúng ta nó còn dài và tiếp tục, và hết những cơn mưa, hết những cơn mưa, cơn bão và cái những cơn lạnh, nhưng mà chúng ta có thể mình biết được những cơn lạnh nó có thể đến chúng ta bất cứ lúc nào, những cái sự khó khăn trong đời sống chúng ta đến với chúng ta bất cứ lúc nào, cho nên chúng ta sống học rút ra tỉa những cái kinh nghiệm trong cuộc đời chúng ta để chúng ta có thể vượt qua những cơn lạnh cuộc đời, và chúng ta tìm những giá trị, tìm ảnh hưởng tốt cho cuộc đời của mình và tiếp tục trong hành trình. Dạ vâng, cảm ơn mục sư rất nhiều và cảm ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình chủ đề những cơn lạnh trong cuộc đời trong ngày hôm nay. Amy kính chúc tất cả quý vị cũng như mục sư và mọi người trong hội thánh sẽ có sẽ sưởi ấm lòng mình và sưởi ấm tình người trong cái mùa lạnh cũng như những băng giá trong cuộc đời của mình, lúc nào cũng có sự thanh tịnh trong thâm tâm. Cảm ơn mục sư, cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. Cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Hành Trang Cuộc Đời cùng với mục sư Võ Ngọc Triển đến từ Hội Thánh Sassy ở Texas. Và chương trình này được bảo trợ bởi VAT Marketing về nước máy nước Kengen, thưa quý vị. Ý mình xin hẹn gặp lại quý vị cũng như mục sư ở chương trình tuần sau.
Xin kính chúc quý vị một ngày được an vui.